vay lãi ngày để mua đồng hồ mới đền anh chủ. Thạch về phòng trọ vò đầu bứt tai vì chưa tìm được hướng giải quyết chuyện chiếc đồng hồ đánh mất. Bát thấy vậy bảo Thạch về xin tiền bố. Tuy nhiên Thạch nói bố còn đang bi đát hơn mình. Bát lại xúi Thạch xin tiền người yêu. Thạch hỏi bát vay tiền không thế chấp. Đúng sở trường, bát mách Thạch chỗ vay lãi ngày. Khi Thạch vừa đi khỏi, bát liền gọi điện cho bên cho vay lãi để dặn cắt hoa hồng công mình giới thiệu khách. Sau khi đi vay lại ngày, Thạch đã mua một chiếc đồng hồ mới để mang đến trả cho anh chủ. Trước mặt anh chủ, Thạch xin lỗi và thú nhận là mất đồng hồ. Anh chủ nói chiếc đồng hồ mới này có giá trị giống chiếc đồng hồ cũ, nhưng giá trị tinh thần lại khác nhau một trời một vực. Bởi đó chính là chiếc đồng hồ do mẹ tặng cho anh. Tuy nhiên, anh chủ chỉ giả vờ khóc trước mặt Thạch và bát. Sau khi hai người đi khỏi, anh ta lại cười sung sướng vì có một chiếc đồng hồ mới chính hãng. Thạch về thăm bố, còn dọn dẹp phòng, giặt quần áo cho bố. Thạch mua thuốc bổ cho bố vì bố làm việc vất vả. Lưu rất hạnh phúc vì thằng ca cơ của mình thương bố như vậy. Hai bố con ăn cơm trong niềm vui, nhưng trong lòng mỗi người đều có nỗi buồn riêng vì sợ người kia lo lắng nên giấu kín. Lưu giấu chuyện làm mất xe máy của khách phải đền xe, Thạch giấu bố chuyện làm mất đồng hồ phải vay nặng lãi đền.